Thì cái lý do mà rất là đơn giản thôi. Ví dụ như nhà hàng xóm này, họ không sử dụng dịch vụ internet, nhưng mà họ câu trộm cái sóng wifi của nhà mình về để họ truy cập wifi. Đây là cái điều mà rất nhiều người phản ánh rồi. Và bọn em đã xử lý rất nhiều những cái tình huống như này. Thì cái cách thức chặn như nào thì chúng ta hãy đi xem qua video một lượt. Đấy. Chúng ta có tiền, chúng ta lắp wifi. Đây là cái tiền mồ hôi công sức của chúng ta, và chúng ta không thể thể cho các hàng xóm sử dụng chùa như vậy được. Đấy. Còn nếu mà họ muốn dùng chung như vậy ấy, thì cũng phải nói với chúng ta một lời để chúng ta có thể sử dụng cái hình thức khác. Đấy là kéo mạng LAN về để cùng sử dụng và cùng chia tiền cước. À, chúng ta bắt đầu đi vào video thôi. Đây em sẽ hướng dẫn cho mọi người là ở trên con 841 nha mọi người nhé. Đây là cái địa chỉ truy cập vào cái wifi này. Bước đầu tiên ấy, chúng ta sẽ truy cập vào cái wifi. Con này sẽ là địa chỉ 192.168.1.1. Nếu mà cái trang web này không 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 truy cập được thì chúng ta sẽ đây. Đây mọi người vào đây để nhìn thấy cái địa chỉ IP của nó nhé. Ở đây cái địa chỉ IPv4 là .1.1. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái địa chỉ này để chúng ta truy cập vào cái modem 192 này. .168.1.1. Xong bấm Enter. Cái đầu tiên là cái status để mình nhìn. Network wireless. Đấy, mọi người tìm cái mục wireless này. Ở bên trên là setting là wifi, security là bảo mật. Còn cái chỗ mình cần đặt là cái wireless MAC Finning. Lọc đấy, lọc MAC. Thì đây chúng ta sẽ sử dụng đến hình thức lọc MAC. Ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái disable đi để kích vào enable. Đấy. Đây là đặt mức độ thấp hay cao thì chúng ta sử dụng Google để dịch nhé. Cái nào tiếng Anh mà mọi người không hiểu thì mọi người nên sử dụng Google. Đấy. Sau đây mọi người kích vào cái app new này. Cái MAC này thì chúng ta lấy ở đâu? Đấy. Thì cái MAC này ở đây thì em sẽ chúng ta sẽ tìm MAC ở trên điện thoại nhé. Mọi người sẽ sử dụng đầu tiên là mọi người kết nối đến cái wifi của nhà mình. Cái wifi mà mình muốn kiểm soát xem nó có số lượng là bao nhiêu. Xong rồi mọi người lên CH Play, mọi người tải cho em cái phần mềm ping FINNG. Xong mọi người cài đặt. Xong mọi người bấm quét tìm thiết bị nhé. Bấm quét tìm thiết bị thì nó sẽ cho mọi người sẽ thấy có các thiết bị mà kết nối trên cái mạng wifi của nhà mình. Đây, như em sẽ chặn cái điện thoại của em lại. Mọi người có thấy dòng mark ở bên dưới này chưa? Đây nhá. Đây là cái dòng mark ở đây đấy. Địa chỉ mark. Thì chúng ta sẽ dùng cái địa chỉ mark này để chúng ta
chặn ở trong cái mục lọc mark. Tiếp đến là chúng ta bấm lưu lại nhé. Bấm lưu lại. Chúng ta sẽ có cái mark ở đây rồi, thì chúng ta sẽ nhập nó vào cái dòng ở trên này. Mark, địa chỉ mark. Xong chúng ta bấm lưu lại. Đây, mọi người thấy chưa? Kích vào cái like bâng này nó không cho nữa này. Nó không cho bắt wifi của cái wifi nhà mình nữa đây. Đấy. Đây là cái cách mà rất là đơn giản, chúng ta sẽ chỉ thao tác một tí ở trên cái wifi của nhà mình là tất cả các mark mà đẩy lên trên cái wifi đấy nó sẽ chặn lại, mà mình chúng ta sẽ không truy cập được vào cái wifi của mình nữa. Đó. Rất là đơn giản. Đấy, trên đây là toàn bộ cái quá trình mà chúng ta chặn một thiết bị nào đấy mà chúng ta không mong muốn, loại bỏ cho nó ra khỏi cái wifi của nhà mình đi. Và cái thao tác này nó cũng tương tự như như ở trên điện thoại mọi người nhá. Đây là em quay màn hình cho nó dễ thôi, còn điện thoại nó cũng y chang, mọi người cứ truy cập vào. Nó có mấy bước như vậy thôi. Thứ nhất là chúng ta truy cập vào cái modem. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tìm sử dụng đến cái công cụ ping FING để chúng ta tìm cái mác của thiết bị mà mình muốn chặn để chặn lại. Đó. Cái bước thứ ba nữa là chúng ta sử dụng cái mác và chúng ta nhập vào cái ô lọc mác ở trong cái modem. Đó. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ kiểm tra lại một lần nữa thôi. Chúng ta sẽ xem nó có kết nối được chưa. Hoặc là mọi người có thể sử dụng chính cái điện thoại của mình ấy để chặn, để xem kết quả nó có đúng hay không. Đấy. Nếu mà mọi người xem video này thấy hay thì để cho em một like, một bình luận và một đăng ký kênh để sau này em có thể ra nhiều cái video nó có thể hay hơn nữa. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại.